Thưa quý vị các bạn, thời gian qua có rất nhiều nghệ sĩ hoặc là những người làm nghệ thuật trong giới showbiz gặp phải những tình trạng như là bị sàm sỡ, thậm chí là bị cưỡng hiếp. Và sự việc gần đây nhất là của người mẫu ảnh nu Nguyễn Thị Kim Phượng. Cô đã có những chia sẻ rất chân thực về những góc tối của ngành nghề này. Xin chào Nguyễn Thị Kim Phượng. Được biết là trong thời gian qua thì Phượng đang gặp phải một số các vấn đề khi mà mình hoạt động là người mẫu ảnh nu. Vậy thì không biết là Phượng có thể chia sẻ về cái câu chuyện này cho quý vị khán giả cùng đồng cảm được không ạ? Thực sự là tôi đi chụp cũng gần 3 năm rồi, chưa bao giờ mà tôi gặp tình trạng như thế này. Kể cả những cái tình trạng như là sàm sỡ, thì anh ta nhắn tin cho tôi, anh ta nói là anh ta đang có một cái dự án vẽ body painting và mời tôi làm mẫu cho cái dự án đó. Xong rồi anh mới nói là nếu như mà không phiền á, anh nhờ em test trước giùm anh vài góc chụp, với lại anh để anh biết được cái góc nào là góc đẹp của em. Thì anh hỏi là lên nhà tôi được không, tôi bảo là không, tại vì nhà không cho người lạ lên. Thì anh hỏi vậy nếu như mà ở đâu á sẽ tiện cho em, thì tôi nói là em hay chụp ở studio. Thì lúc đầu tôi cứ nghĩ là anh chở tôi đến studio thôi, thì khi trên đường đi á thì anh chạy cái khu mà Sư Vạn Hạnh, cái khu đó là cái khu khách sạn, cho nên tôi nghĩ ông đò là tôi nghĩ là chắc anh đang tìm khách sạn, anh sẽ không chở tôi qua studio. Thì với lại tôi thường đi chụp mẫu thì cũng chụp khách sạn nhiều lắm, cho nên là lúc đó thì trong đầu mình nghĩ là cũng bình thường thôi, tại vì mình cũng là mẫu nu mà, dù mình ra vô khách sạn hoài cũng là chuyện bình thường thôi, ai nghĩ gì kệ họ. Lên phòng tôi cũng có quay qua tôi hỏi là anh muốn vẽ bây giờ chưa, thì anh bảo là anh gật đầu. Thì tôi cởi hết đồ ra, anh kêu tôi đưa điện thoại cho anh để anh chụp. Tôi cũng thắc mắc trong đầu là tại sao là anh kêu tôi chụp test góc mà anh lại không đem máy. Xong rồi anh ngừng lại, anh có tay chân anh á có va chạm vô người tôi, thì lúc đó giống như là mình cảm thấy giống như cũng hơi nhạy cảm đấy, mình cũng hơi khó chịu. Thì trong cái lúc mà tôi nằm sấp á thì để cho anh ta vẽ trên lưng tôi á, rồi tới lúc mà anh ta dùng tay á giống như là có những cái động tác giống như chạm vào giống như những cái mà nhạy cảm của mình á, thì lúc đó thật sự rất khó chịu. Thì cũng có hỏi lại một lần nữa, anh ta kêu đợi một tí, đợi anh một tí, thì bất chợt là anh ta khum xuống, anh ta hôn vô vùng kính của tôi. Thì lúc đó tôi vừa bật bật ngồi dậy thôi, chỉ là ngồi dậy thôi, chưa có cố định nữa, là anh ta đã đè ập xuống khống chế cả hai tay và chân tôi để làm cái việc đó. Lúc đầu thì tôi nghĩ là tôi không muốn sẽ làm cái chuyện này lên, tôi cũng chẳng có ý định là làm tiền hay cái kiểu gì cả, tôi chỉ muốn là anh ta có một cái lời xin lỗi hay là một cái lời nói nào đó thỏa đáng để cho cái sự tổn thương của tôi á, nó vùi lấp đi. Nhưng mà khi mà tôi về nhà tôi mới phát hiện là ở vùng kính của mình á nó có một vết thương, một vết rách rất là dài. Anh lại vẫn dửng dưng gửi cái lịch làm việc cho tôi một cách giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy á. Anh giống như là anh coi thường tôi quá mất. Cảm ơn Kim Phượng đã có những chia sẻ vừa rồi.